Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi, nơi chúng tôi khám phá thế giới kỳ diệu của động vật hoang dã. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một loài chim vô cùng độc đáo và bí ẩn, đà điểu Cassowary. Đà điểu Cassowary là một trong những loài chim lớn nhất trên thế giới và là loài chim không biết bay lớn thứ hai, chỉ sau đà điểu châu Phi. Với vóc dáng mạnh mẽ và oai phong, đà điểu Cassowary trưởng thành có thể đạt chiều cao từ 1,5 đến 1,8 mét, tương đương với chiều cao của một người lớn. Một số cá thể đặc biệt thậm chí có thể cao tới 2 mét. Về cân nặng, đà điểu Cassowary cái thường lớn hơn con đực và có thể nặng từ 58 đến 70 kg. Trong khi đó, con đực nhẹ hơn một chút, thường nặng từ 29 đến 34 kg. Điều này giúp con đực dễ dàng di chuyển và bảo vệ trứng trong suốt quá trình ấp. Đôi chân mạnh mẽ của đà điểu Cassowary không chỉ giúp chúng di chuyển nhanh chóng qua rừng rậm mà còn là một vũ khí tự vệ lợi hại. Mỗi chân có 3 ngón và ngón giữa được trang bị móng vuốt dài và sắc nhọn có thể dài tới 12 cm. Chính sự kết hợp giữa kích thước lớn và móng vuốt sắc nhọn này khiến đà điểu Cassowary trở thành loài chim nguy hiểm nhất thế giới khi bị đe dọa. Với vẻ ngoài độc đáo, kích thước ấn tượng và tính cách mạnh mẽ, đà điểu Cassowary thực sự là một biểu tượng của sự hoang dã và bí ẩn trong thế giới tự nhiên. Chúng ta cần nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường sống của loài chim quý hiếm này để chúng tiếp tục tồn tại và phát triển trong tự nhiên. Đà điểu Cassowary là một loài chim quý hiếm, phân bố chủ yếu tại khu vực rừng nhiệt đới ở New Guinea, miền Bắc Australia và một số đảo lân cận như Papua New Guinea và Indonesia. Chúng sống trong các khu rừng sâu, thường tập trung ở các vùng đất thấp đến độ cao khoảng 1,500 mét. Tuy nhiên, do mất môi trường sống và săn bắn quá mức, số lượng cá thể đang giảm một cách đáng lo ngại và loài chim này đã được xếp loại là nguy cấp. Dựa trên các nghiên cứu, ước tính rằng tổng số lượng đà điểu Cassowary hiện nay có khoảng 20,000 đến 25,000 cá thể. Đây là một con số đáng báo động và cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống của chúng. Về tốc độ di chuyển, đà điểu Cassowary là loài chim nhanh nhất trong khu rừng nhiệt đới, có thể chạy với tốc độ lên tới 50 km/h, khoảng 31 mph khi cần thiết để tránh đuổi. Tốc độ này rất hữu ích trong việc săn mồi và tránh những kẻ săn mồi. Đà điểu Cassowary có tuổi thọ khoảng từ 40 đến 50 năm khi sống trong tự nhiên, với con đực thường có tuổi thọ lâu hơn so với con cái. Đây là một tuổi thọ khá dài đối với loài chim và cho thấy tính chất chậm lớn và khả năng thích ứng tốt với môi trường sống. Đà điểu Cassowary có tuổi thọ khoảng từ 40 đến 50 năm khi sống trong tự nhiên, với con đực thường có tuổi thọ lâu hơn so với con cái. Đây là một tuổi thọ khá dài đối với loài chim và cho thấy tính chất chậm lớn và khả năng thích ứng tốt với môi trường sống. Để tìm kiếm thức ăn, đà điểu Cassowary sử dụng đôi chân mạnh mẽ và móng vuốt sắc bén để bới đất và lật các cành cây rụng. Đây là một kỹ năng tuyệt vời giúp chúng tiếp cận các loại quả chín và các nguồn thực phẩm khác nằm dưới lớp lá rơi. Đà điểu Cassowary thường sống ẩn mình trong khu rừng nhiệt đới, nơi chúng có thể tìm thấy một môi trường sống phù hợp để ăn và sinh sống. Chúng thường xuyên đi qua các khu vực rừng sậy và khu vực có cây lớn để tránh các kẻ săn mồi và tìm kiếm môi trường an toàn hơn. Khi bị đe dọa, đà điểu Cassowary có thể di chuyển nhanh chóng với tốc độ lên tới 50 km/h, khoảng 31 mph, sử dụng chiếc mào lớn trên đầu và đôi chân mạnh mẽ để chạy trốn hoặc phản công kẻ tấn công. Đây là một cách phòng vệ hiệu quả của loài chim này trong tự nhiên. Một trong những đặc điểm nổi bật và đáng kinh ngạc nhất của đà điểu Cassowary chính là những chiếc móng chân mạnh mẽ và sắc bén của chúng. Mỗi chân của đà điểu Cassowary có 3 ngón, với ngón giữa trang bị một móng vuốt rất dài và sắc nhọn, có thể dài đến 12 cm. Đây là vũ khí tự vệ lợi hại của loài chim này. Móng vuốt này không chỉ giúp đà điểu Cassowary di chuyển nhanh chóng qua rừng rậm mà còn là công cụ quan trọng trong việc tìm kiếm thức ăn và tự vệ. Chúng được phát triển để có thể bới đất tìm kiếm các loại quả chín và côn trùng dưới mặt đất, đồng thời cũng là công cụ hiệu quả trong việc đáp trả khi chúng bị đe dọa. Các chiếc móng chân sắc bén của đà điểu Cassowary cũng là một phần của chiến lược sinh tồn của chúng trong môi trường tự nhiên. Chúng giúp đà điểu Cassowary bảo vệ mình khỏi các kẻ săn mồi như cú, hổ và cả con người khi bị đe dọa. Đà điểu Cassowary là một loài chim không bay có thể đạt được những cú nhảy cao đáng kinh ngạc. Với chiều cao lên đến hơn 1,5 mét và trọng lượng khoảng 70 đến 85 kg, đà điểu Cassowary là một trong những loài chim lớn nhất trên trái đất. Đặc biệt, chúng có khả năng nhảy vọt lên đến 1,5 mét trong một lần nhảy, một con số ấn tượng với kích thước và cân nặng của chúng. Sự linh hoạt và sức mạnh của chân của đà điểu Cassowary là yếu tố chính giúp chúng thực hiện những nhảy cao này. Chân của chúng có 3 ngón chân với móng vuốt sắc nhọn, giúp chúng bám chắc vào mặt đất và đẩy mạnh mẽ để nhảy ra.
Điều này không chỉ giúp chúng trong việc di chuyển nhanh chóng trong rừng rậm mà còn là vũ khí vô cùng hiệu quả trong việc tự vệ. Đà điểu Cassowary thường nhảy để vượt qua các rào cản trong môi trường sống tự nhiên của chúng, từ những cây cối dày đặc đến những khe hẹp và suối lầy. Kỹ năng nhảy cao của chúng cũng giúp chúng săn bắt con mồi nhanh chóng và hiệu quả hơn. Con đực và con cái đà điểu Cassowary có sự khác biệt rõ rệt về màu sắc và kích thước. Con đực thường có màu sắc tươi sáng hơn, với màu đen và xanh lá cây rực rỡ trên cơ thể, trong khi con cái có màu sắc nhạt hơn và có thể có những vệt sọc trắng. Đặc biệt, phần lông trên đầu của con đực thường có màu sáng và rực rỡ hơn. Con đực thường sử dụng màu sắc sặc sỡ trên cơ thể và các cử động múa lượn để thu hút sự chú ý của con cái. Họ cũng có thể phát ra những âm thanh đặc biệt nhằm thu hút sự quan tâm của con cái trong mùa sinh sản. Sau khi thu hút được sự quan tâm của con đực sẽ bắt đầu quá trình xây dựng tổ và chuẩn bị cho việc sinh sản. Họ có thể dành nhiều ngày để chọn một vị trí phù hợp và bắt đầu xây dựng tổ từ những vật liệu sẵn có trong môi trường xung quanh. Đà điểu Cassowary thường xây tổ dựa vào một cái lỗ sâu trong đất, được lót bằng lá và cành cây. Con cái sẽ đẻ trứng vào tổ và chăm sóc cho chúng trong suốt quá trình 54 đến 56 ngày ấp trứng. Trứng của đà điểu Cassowary là một trong những loại trứng lớn nhất trong thế giới chim, với trọng lượng lên đến 1,5 kg và kích thước tương đương với một quả bóng tennis. Sau khi ấp trứng xong, trứng nở ra những chú chim non rất nhỏ, chỉ nặng khoảng 500 đến 600 gram. Chúng sẽ được chăm sóc cẩn thận bởi con cái trong khoảng thời gian dài, trong đó con cái chịu trách nhiệm lớn trong việc nuôi dưỡng và bảo vệ các con non. Con non sẽ phát triển nhanh chóng và sau khoảng 9 tháng, chúng sẽ rời tổ và bắt đầu tự cư mang bản thân. Đà điểu Cassowary là một trong những loài chim có sự chăm sóc cha mẹ dành cho con non rất kỹ lưỡng, giúp chúng phát triển và hòa nhập vào môi trường sống. Sau khi nở trứng, công việc chăm sóc và bảo vệ con non là trách nhiệm chủ yếu của cả hai cha mẹ. Con non sẽ được nuôi dưỡng bằng sữa của mẹ trong suốt một thời gian dài, giúp chúng phát triển và lớn lên mạnh khỏe. Con non sẽ dần dần lớn lên và trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng sẽ học cách di chuyển và tìm kiếm thức ăn trong môi trường rừng rậm. Làn da của chúng sẽ cứng lại và trở nên dày dặn hơn để chống lại những nguy hiểm từ môi trường xung quanh. Khi đã trưởng thành, đà điểu Cassowary sẽ có khả năng tự vệ và săn mồi hiệu quả. Chúng sẽ sử dụng những móng vuốt sắc nhọn để đấu tranh chống lại kẻ săn mồi và bảo vệ lãnh thổ của mình. Đồng thời, chúng sẽ săn bắt các loài động vật nhỏ và hoa quả trong khu vực sinh sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo về những cuộc phiêu lưu khám phá thiên nhiên hấp dẫn như thế này. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này và hẹn gặp lại trong các video sau nhé.